Hôm đó thì chúng tôi chỉ được phép luật sư cho được công bố là cái ngày họp báo là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2017, tức là ngày thứ hai tại Hush. Và ngày hôm nay thì chúng tôi được chính thức nhận được từ bên anh Nguyễn Thành Tú gửi qua cho biết là chúng tôi xin được phép. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn. Thư mời tham dự họp báo tìm công lý cho các nhà báo bị sát hại. Thư mời tham dự buổi họp báo ngày ngày thứ hai, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2017, thời gian là từ 10 giờ sáng đến 10 giờ trưa, đến 12 giờ trưa. Thì cái thời gian này thì đã là thời gian dự trù, có thể là nó có thể kéo dài hơn tùy theo có sự tham dự, tùy theo những câu hỏi của các người tham dự. Địa điểm là Four Point by Sheraton Houston Greenway Plaza, số 2828 Southwest Freeway, Houston, Texas 77098. Số điện thoại của khách sạn là 713-942-2111. Diễn giả là Nguyễn Thanh Tú, con trai của cố ký giả Đặng Phong. Đại diện cho tổ hợp luật sư là Adair Mayer, Gary Stevenson. Đối tượng tham dự là đại diện các cơ quan thông tấn, giới truyền thông, báo chí quan tâm về sự việc. Mục tiêu buổi họp báo, thứ nhất là Nguyễn Thanh Tú, con trai cố ký giả Nguyễn Đặng Phong, công bố vụ kiện băng đảng Việt Tân và các thành phần đồng lõa ra tòa án Hoa Kỳ. Trước buổi họp báo là phần chiếu phim Hành trình công lý. Không nghe, không thấy, không nói, không biết và không hỏi sự thật về Việt Tân qua lời kể của các đảng viên tham gia đông tiến. Đây là năm cái điều luật của các kháng chiến quân khi gia nhập tổ chức Việt Tân ở Thái Lan. Sau đó là một cái hai cái trang của hai vụ kiện. Đây là 193 trang. Và đây là 64 trang của hai vụ kiện. Vụ kiện thứ nhất, hôm qua chúng tôi nói rồi trong cái phần hội luận của ông Nguyễn Tú kiện cho hãng BBG, tức là công ty Broadcasting Board of Governor. Đây là một cái cơ quan quản trị truyền thông của nước Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ. Người bị kiện là ông tiến sĩ Leon Aron, Ryan Crocker, Michael Kemner, Jeffrey Sell và Matthew M. Trong. Đây là những người trong cái ban quản trị của BBG. Kế đến là Radio Free Asia, gồm có bà Libby Liu là bà giám đốc của chương trình Việt ngữ của đài RFA, tức là Radio Free Asia, đài Á Châu tự do. John Lansing, Bernadette Burns, Susan Leveridge, Alan Tannenbaum, Norman Thompson và Khanh Văn Nguyễn, tức là ông Nguyễn Văn Khanh. Tất cả những người này bị kiện với tư cách là cá nhân, còn những người ở trên á, của BBG là bị kiện với tư cách là cái cơ quan BBG. Đảng Việt Tân, tức là Việt Tân Việt Nam Reform Party, gồm có Hoàng Tư Duy, Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Cơ Định,
bác sĩ Đặng Vũ Chấn, bác sĩ Matsuda Xuyến Đông, Bùi Đoàn tức là ông Lý Thái Hùng, Angelina tức là Trang Huỳnh, tất cả những người này bị kiện với tư cách là cá nhân, và cả Đảng Việt Tân cũng bị kiện nữa. Kế tiếp đó là tờ Người Việt Daily News. Sau đó là ông Phạm Phú Thiện Giao với tư cách cá nhân. Có 10 người ẩn danh thì không có tên ở trong này. Tuy nhiên rằng chúng tôi được biết là những người ẩn danh này gồm có những ông như là nhạc sĩ Trúc Hồ, ông luật sư Đỗ Phủ, luật sư Trần Tuấn Anh, ông Nguyễn Tự Cường, đó là những cái ban quản trị của đài SBTN, và ông luật sư đóng vào một kép Trịnh Hội và cơ quan Lavat, những người trong các cơ quan Lavat, trong này có cả ông Nguyễn Đình Thắng nữa của cơ quan BPOS, có là Boat People SOS, và ông Nguyễn Đình Thắng đang có một cái vận động, cái dự luật ở trên trong cái tháng này, ông đang có một cái dự luật là đưa Việt Nam trở vào một cái danh sách của những quốc gia quan ngại và quốc gia là bị ảnh hưởng bởi cái luật Malik mới của ông Tổng thống Trump, tức là không có quan hệ ngoại giao với những cái nước này nữa, tức là đặt vào tình trạng là đây là những cái nước khủng bố. Ông Nguyễn Đình Thắng đang làm cái công việc đó, nhưng mà rồi bây giờ trước khi ông làm công việc đó thì ông đang làm rồi, ông sẽ phải đối phó với cái bản án này. Đây tất cả 190 trang trong cái bản án, và chúng tôi đã có cơ hội đã đọc hết tất cả những cái này, và có những cái tài liệu đọc xong rồi chúng tôi giật mình, và chúng tôi sẽ cố gắng đưa những cái điểm chính để phân tích vào trong những cái phiên họp khác. Và cái thứ hai là ông Nguyễn Thanh Tú, đây hai cái vụ kiện khác nhau. Và vụ kiện thứ hai ông Nguyễn Thanh Tú, vụ kiện thứ nhất thì nộp đơn tại tòa tối cao pháp viện của tiểu bang Texas, Southern District of Texas, là về cái vùng Nam. Ở bên Mỹ thì các tối cao pháp viện họ có những cái tòa án. Thí dụ như ở quận Cam này nó có cái Santa Ana District, thì cái nó phụ trách tất cả những cái vụ án ở vùng Nam này. Thì nó có giá trị ngang nhau, có thể nộp ở Washington DC, có thể nộp ở Texas, có thể nộp California. Nhưng mà ông luật sư của Nguyễn Thanh Tú quyết định nộp đơn tại đây là thứ nhất. Anh Nguyễn Thanh Tú là người cư dân của Houston. Thứ hai, cái việc bố của anh Đặng Phong là bị xảy ra tại Houston. Và cái thứ ba nữa là sẽ làm cho những cái người bị kiện này sẽ mất rất nhiều thời giờ để đi tới đi lui, tức là cầm cái thời gian mà để đi lại. Cái vụ kiện thứ nhì anh Nguyễn Thanh Tú kiện là District of Columbia. Lý do tại sao? Tại vì cơ quan Federal Electric Commission, là đây là một cái cơ quan quản trị về cái Federal Election Commission, đây là cơ quan quản trị về cái bầu cử của Hoa Kỳ, nó nằm ở trên District Corporation. Những người bị kiện đây gồm có số địa chỉ của FEC là 999 East Street, Washington DC. Chủ đề là khiếu nại
để phản đối các cơ quan Human Rights for Vietnam Political Human Rights for Vietnam Political Action Committee. Đây là một cái tổ chức ngoại vi của mặt trận thành lập ra, thường thường gọi tắt là VPAC. Sài Gòn Broadcasting Television Network, tức là SBTN. Việt Tân, tức là VT. Và nguyên dân biểu của liên bang Loretta Sanchez. Và cái vụ kiện này, chúng tôi sẽ giải thích tại sao lại có bà Loretta Sanchez dính vào trong này. Đây là một cái ảnh hưởng về chính trị. Cái vụ kiện này, kiện cơ quan, không phải là kiện cơ quan, mà ông Thanh Tú kiện những người này qua cái cơ quan liên bang, cái cơ quan bầu cử, kiểm soát về cái bầu cử của liên bang của nước Mỹ. Bởi vì những cái người bị kiện này đó có dính líu về tới những cái sự gian lận trong cái vụ bầu cử của nước Mỹ, mà Việt Tân bị dính vào trong đó. Và còn cái vụ kiện này đó thì nó là mang về cái tính cách về, không phải vụ kiện về tất cả mọi người đều lầm lẫn ở đây là anh vụ kiện có liên quan tới cái chết của năm nhà báo, nhưng thật sự không phải. Năm nhà báo là một cái nguyên do để đưa Nguyễn Thanh Tú đi vào cái vụ kiện này. Cái vụ kiện này đây là một cái tội hình sự, tội hình sự lớn nhất của nước Mỹ mà đã được che giấu trong suốt thời gian khoảng 35 năm. Trong suốt thời gian 35 năm. Từ ngày cái đảng Việt Tân được thành lập năm 1980 cho tới ngày hôm nay là chúng ta được 37 năm rồi, thưa quý khán giả. Nhưng mà chúng tôi nói là 35 năm là bởi vì đó công ty cơ quan truyền thông ProPublica của ông ký giả AC Thompson là đã làm cái cuộc điều tra này từ năm 2015 và đã tìm ra được những cái sự thật. Công ty cơ quan truyền thông ProPublica họ đã viết một cái lá thư. Ở trong này lo sốt này có cái lá thư đó. Và cơ quan gọi là bảo vệ ký giả CPJ, Committee Protection Journalist, tức là những cơ quan bảo vệ ký giả của thế giới, thì trong này cũng có cái lá thư đó. Cái lá thư đó là họ gửi lên FBI và yêu cầu FBI cung cấp tất cả những cái dữ kiện về hồ sơ cách đây 32 năm là tại sao cái vấn đề đó bị chìm xuống. Và sau đó, thì cơ quan, hai cơ quan này đều cho biết họ có thêm những dữ kiện để bổ túc vào cái hồ sơ đó. Cái hồ sơ mà nếu mà làm cách đây, xử cách đây 32 năm, thưa quý khán giả, nó rất nhỏ. Tại vì nó chỉ tập trung vào cái điểm thủ phạm đã giết năm nhà báo. Và thủ phạm giết năm nhà báo là ai? Không phải Việt Tân. Việt Tân chỉ là những người mà đưa ra cái kế hoạch và đi mướn người để giết người. Một trong những cái năm sát thủ đó là Trần Văn Bé Tư, người đã bắn nhà địa ốc Trần Khánh Vân, là người đầu tiên đi về Việt Nam, đầu tư tại Việt Nam về đất đai nhà cửa. Anh Trần Khánh Vân chỉ bị thương lúc đó đang ngồi trong xe, và nơi bị bắn là phở Nguyễn Huệ ở trên đường Busa, ở đường thì lúc đó anh Trần Khánh Vân may mắn chỉ bị thương, và Trần Văn Bé Tư bị tù 7 năm. Thì cái sự bất mãn của Trần Văn Bé Tư là sau khi ở tù đó thì anh đã bị mặt trận bỏ rơi,
không vào thăm hỏi, không cấp dưỡng. Từ đó nó gây ra một cái sự bất mãn. Và cái chủ trương mà vắt chanh bỏ vỏ mà bên Việt Tân hay đổi tại cho Việt Cộng á, thì chính họ là những người vắt chanh bỏ vỏ. Và nếu mà quý vị xem cái cuốn phim Hành Trình Công Lý có 3 phút thôi, quý vị nhìn thấy cái sự vắt chanh bỏ vỏ như thế nào và cái sự thủ tiêu những thành viên của Đảng Việt Tân ở trong rừng như thế nào. Và nếu quý vị coi cái cuốn Hành Trình Người Đi Cứu Nước tập 1 và tập 2 của Kháng Chiến Quân Phạm Quảng Tùng, quý vị càng thấy sự ghê rợn, bẩn thỉu hơn. Tôi là một trong những người đã được móc nối để gia nhập tổ chức này. Và tôi từ chối với một cái số lương lúc đó, năm 1980, số lương là 2.000 đô la một tháng. Một cái số lương rất lớn đó hồi đó. Nếu mà tính ra tiền bây giờ thì tương đương khoảng chừng 10.000 đô la một tháng. Thì cái số tiền đó, cộng thêm với lại những cái tiền điện thoại long distance, hàng tháng chúng tôi phải liên lạc với các thành viên của Đảng Việt Tân ở trong nước cũng như là hải ngoại. Và rất là may mắn, trong một cái sự tỉnh táo và khôn ngoan, tôi có nói chuyện với lại anh thiếu tá Phạm Châu Tài. Anh Tài là người của chỉ huy một cái đại đội của bên Liên đoàn 77, biệt ca chủ, sau này là Liên đoàn 81. Anh Tài chạy vào Dinh Độc Lập nói với Tổng thống Dương Văn Minh, tại sao Tổng thống đầu hàng? Anh em chúng tôi vẫn còn chiến đấu, sẵn sàng tới giọt máu cuối cùng. Thì ông Dương Văn Minh nói với lại Phạm Châu Tài, Tài à, mình không cứu vãn nổi được tình thế nào. Ông đại sứ Pháp Merillion đã nói rằng không cứu được nữa. Và bây giờ tất cả các họng súng, các khẩu đại bác của Bắc Việt đặt ở Hóc Môn, Bà Điểm, đặt ở Tân Uyên, đặt ở Cát Lái, sẵn sàng nổ vào trong thành phố Sài Gòn. Em chết, các anh em chết, tôi chết, nhưng mà chúng ta nghĩ tới biết bao nhiêu sinh mạng của đồng bào ở trong cái thành phố này sẽ bị chết oan. Và trước sau gì người Cộng sản họ cũng sẽ thắng. Em buông súng về đi. Đó là lời khuyên của Tổng thống Dương Văn Minh nói với lại Phạm Châu Tài. Phạm Châu Tài mời chúng tôi ăn ở tiệm mì La Cai. Phạm Châu Tài nói chuyện với tôi. Tôi nói với anh Phạm Châu Tài, anh Tài, anh nhìn lại xem, mình có 1.200.000 trong quân trong tay. Cho dù bây giờ Việt Tân nó có 10.000 tay súng kháng chiến quân ở Thái Lan, mình có lật nổi được cái thế cờ hay không? Một Trần Văn Bá, một Mai Văn Hạnh đã ngu dại và hy sinh. Chỉ đánh động được cái sự mà căm thù hay là cái sự mà hận thù của những người Việt Nam Cộng Hòa thôi. Không thể nào lật nổi cái thế cờ này. Phạm Châu Tài nói rằng, cái máu biệt động quân của em ở đâu? Anh Tài, ở đây mình không có nói cái máu nữa. Cái này mình phải nhìn cái thực thể. Dù biệt động quân nhảy dù, đến lúc đó các anh làm gì được? Liên tỉnh độ lộ số 7 tan tành cả một cái ba liên đoàn biệt động quân. Ngày 30 tháng 4, Tổng thống Dương Văn Minh bảo anh rồi. Một tiểu đoàn, một liên đoàn 81, liên đoàn thì chỉ bằng một cái trung đoàn của bộ binh thôi. Ông Lê Minh Đào đã phải bỏ chạy, bỏ Xuân Lộc chạy rồi. Phạm Châu Tài không nghe lời tôi. Và anh chửi tôi, anh bảo em hèn lắm. Tôi bảo vâng anh.
Tôi nhận tiếng hèn, nhưng mà tôi không chết ngu. Anh Phạm Châu Tài về tới thành phố Sài Gòn. Trong vòng 3 ngày đi ra khỏi liền, đứng ở chợ Bến Thành, một số người đi vào ở Campuchia, nhập cảnh vào Campuchia, bị bắt ngay tại chỗ. Khi vừa đi tới vào cái địa phận Châu Đốc là bị bắt. Phạm Châu Tài nhảy lên máy bay đi về lại Mỹ và không nói với tôi một lời nào hết. Xin trở lại cái vấn đề này. Ngày hôm qua chúng tôi rất, anh em trách tôi rất nhiều trách tôi về cái tội mà giấu anh em. Ông biết mà ông không nói. Nhưng tôi đã nói rồi ngày mùng 10 tháng 2. Nhưng mà tôi không thể nói hơn được, bởi vì theo là nếu mà chúng tôi tiết lộ địa chỉ đó thì cái phiên họp có thể hủy bỏ và rời lại ngày khác và tại địa chỉ khác. Và lần này theo kinh nghiệm lần trước thì Nguyễn Thanh Tú, tôi đã, cái này tôi đã đề nghị với lại Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn từ xưa nay. Thứ trưởng muốn tổ chức một buổi họp báo ở quận Cam, tôi đứng ra tôi tổ chức. Tất cả những người tham dự, chúng ta cho vào tham dự hết. Nhưng phải ghi danh cho ban tổ chức hoặc là tổng lãnh sự San Francisco hoặc là tôi là trưởng ban tổ chức. Tất cả các ký giả, các báo chí đều phải có cái thẻ và phải ghi danh. Không phải là tới đó đó là cứ mạnh ai nấy vào. Đó là tôi đề nghị với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Tất cả những người, các cộng đồng ban đại diện, các tổ chức, ai muốn vào cứ việc vào. Nhưng mà phải qua một cuộc khám xét. Quý vị không được mang cờ vàng ba sọc đỏ trong tay đi vào trong phiên họp. Quý vị muốn biểu tình, quý vị cứ việc đứng ở bên kia đường. Và cái nơi mà chúng tôi muốn mướn á, là thưa quý khán giả, trước mặt không được đứng để biểu tình bên kia đường, dù đó là của công cộng. Bởi vì cái con đường đó nó là con đường của thuộc về tư nhân, nhưng mà nó mang tên cái đường của sự quản trị của Bộ Giao thông Vận tải của quận Cam, tức là OCTA. Cái những người đó muốn đi biểu tình á, là phải đứng từ bên ngoài cách ra khoảng chừng, chúng tôi dự trù cái chỗ đó là khoảng chừng 1.000 feet hoặc hơn, tức là khoảng chừng 30 mét. Ra quốc hội đã ra ngoài cơ quan thuế vụ rồi, không bao giờ. Quý vị nên nhớ rằng á, quý vị có thể đi phỏng vấn bất cứ một nhân vật nào từ tổng thống trở xuống. Nhưng mà những nhân viên thuế vụ không bao giờ họ trả lời bất cứ một câu hỏi phỏng vấn nào. Bởi vì cái nghề của họ là chỉ lúc, tức là đi tìm, chỉ nhìn, chứ không có quyền talk, tức là không có nói. Và IRS đã cung cấp cho Nguyễn Thanh Tú tất cả những cái tài liệu liên quan tới Việt Tân gây quỹ, của Trịnh Hội gây quỹ, của RFA gây quỹ, và kể cả tiền của cơ quan RFA yểm trợ cho một cái tổ chức. Mà hôm qua đó bác Cường cũng có nói sơ qua rồi đó. Human Trafficking ở Campuchia. Mà cái cơ quan này là ngoại vi của Việt Tân, có liên quan tới ông Linh Mục Nguyễn Văn Hùng ở bên Hồng Kông, có liên quan tới Matsuda Xuyến Đông. Quý vị thấy rằng cái vòi con bạch tuộc đi khắp nơi trên thế giới chứ không phải là chỉ có nước Mỹ. Kỳ này chúng tôi muốn chờ thử coi ông Linh Mục Nguyễn Văn Hùng ở bên Hồng Kông sẽ ra sao. Và tại sao thời gian mới sau này đó ông im tiếng.
ông chỉ giúp cho ông Nguyễn Thái Hợp tới để mà đi cuộc biểu tình chống Formosa, chống ở bên Đài Loan thôi. Và quý vị thấy rằng cái kết quả của cái cuộc này đó, ai là người hưởng lợi? Vì chữ hiếu, đương nhiên Nguyễn Thanh Tú là người đã báo hiếu được cho cha. Cái chuyện là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tại sao Nguyễn Thanh Tú vì báo hiếu cho cha mà làm những công việc nguy hiểm, đối đầu với cả một cái tổ chức Việt Tân? Còn Nguyễn Phương Hùng này này, có lợi gì không? Zero. Không có một cái gì hết. Nhưng mà tôi thương Nguyễn Thanh Tú. Và cái bản tính ngang tàng của Nguyễn Phương Hùng này, bản tính thích sự thật, tôi giúp Nguyễn Thanh Tú, âm thầm giúp cái người có lợi nhất, bất chiến tự nhiên thành, đó là nhà nước Việt Nam. Nhà nước Việt Nam lên án tổ chức Việt Tân là khủng bố. Nhưng mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trả lời không, Việt Tân không phải là khủng bố. Nhưng mà cái bản án này, cái loại hồ sơ kiện này chứng minh Việt Tân là khủng bố. Cái cuốn phim Hành Trình Tìm Công Lý là chứng minh Việt Tân là khủng bố. Và khi mà họ chứng minh được như vậy khủng bố, chuyện gì xảy ra? Chúng ta chờ. Và lý do ngày hôm nay, KBC Hải Ngoại nói chuyện với quý vị.